Yo, hello what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, Tiểu Tử Đường Phố đấy mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Kho Báu Huyền Thoại nha, mình đây Tiểu Tử Đường Phố các bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chúc vào video cho anh em xem video vẻ đầu video nhân tôi xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ channel phát triển nha, cộng mình rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình cập nhật code dùng chung mới nhất game Kho Báu Huyền Thoại anh em. Ngoài ra thì cùng nhau đi săn cốt hot quả mới của nhà phát hành anh em. Thế bên fanpage mới có sự kiện mới với anh em tham gia chưa? Nếu chưa tham gia tôi anh em nhé. Tiến qua xem qua đăng nhập nào. Thêm mảnh mẹ lớn à. Chi ra watching trông ngon nhờ. Ok, chúng ta ghé fanpage săn quà trước đi anh em. Ok bạn, hiện tại trên fanpage đang có một cái sự kiện đâu nhỉ? Đây đây anh em, đây. Sunli Paris đi, sự kiện thích và chia sẻ niềm vui. La Camat thân mến, chúng tôi gửi đến một sự kiện đặc biệt được lên kế hoạch cho tất cả các bạn. Thích và chia sẻ tag hai người bạn của bạn dưới phần bình luận và chia sẻ hình ảnh của bạn. Chụp màn hình của bạn chụp màn hình em, sử dụng thẻ tag này anh em đây, Go Merry và Sunli đây anh em. Rồi. Thời gian sự kiện là từ 24 tháng 6 cho đến mùng 1 tháng 7 anh em nhé. Phần thưởng một dương hải tặc 40 gì? Tùy chọn anh em, chọn một dương tùy chọn anh em, 40 mảnh có thể The Dragon, có bao gồm có The Dragon, Fujitora, Kaido, A nữa anh em, A huyền thoại. Và một dương kho báu 20 mảnh kiếm áo đồ thứ anh em tùy chọn luôn. Một dương 50 mảnh nước hoa đồ anh em, người Hà Lan, một chọn một. Chúng tôi sẽ chọn ra là 15 người chiến thắng mỗi ngày. Mỗi người chơi chỉ giành chiến thắng sự kiện này một lần. Wow anh em. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. 9 ngày anh em. 9 ngày 95 45 à. Ừ 95 45 anh em. 45 cộng 50 được 135 người chiến thắng các bạn nhé. Cũng dễ, nói chung thì cũng hên xui đâu đấy anh em tham gia các bạn. Đây sự kiện khá là ngon các bạn. Lái xe cộng hình ảnh của mình kèm theo thẻ tang đây anh em, đây này này hả thế này dễ các bạn, được đấy nhờ. Tôi thử tham gia phát anh em, biết đâu mai mình lại có quà hay sao. Rồi ok các bạn, rồi nó bị này luôn, nó không quay dòng lại rồi, thấy nhờ. Copy không được à? Ok tí tôi làm anh em, đại khái thì như vậy nhé các bạn, làm đi. Tôi về game đây anh em. Ok anh em, nói chung thì cũng không khó đâu các bạn, chỉ khó làm nhá. Đấy. Xem nào, cộng kin nào. Monkey the Dragon. Lên kin cho The Dragon nào. Ok các bạn. Rồi, phản code anh em, hôm nay có đây có một cái code mới anh em nhé. Đây các bạn, đây. EC17F7A60901 các bạn. 10 crack và 3 cánh bao ra. Ôi hơi ít nhỉ, nhưng mà cũng được anh em, đặc biệt là cái sự kiện kia 2 phần quà anh em nhé. Đó, đây một cái anh em mới gặp sự kiện kia, đó là 2. Sự kiện kia thì nó hơi khó săn một tí bởi vì nó có số lượng giới hạn, nhưng mà bạn nào may mắn là trúng được thì cũng ngon thế thôi. Bây giờ thì tiếp tục hành trình anh em, chúng ta quẩy sự kiện nào. 3 cánh mì là không hơn không kém ạ, quên 3 cánh bao đã. Brody. Wow, cay nhờ, không còn bánh mì, bánh miếng gì anh em. Những lúc như này các bạn mới thấy thể lực nó là một cái gì đấy vô cùng gọi là quý giá các bạn. Bình thường có thể không bao giờ nghĩ tới anh em, nhưng những lúc này rồi thì các bạn mới biết là thể lực nó quý như thế nào anh em. Lên VIP 2 à? 10 điểm nữa à? Ồ 10 điểm nữa lên VIP 2 rồi anh em. Rồi ok các bạn, để tôi làm tí cái nhiệm vụ nào. 10 điểm nữa là lên VIP lần đầu nữa anh em, tranh thủ. Vô tính ra này mà ấy là ngon anh em, có bánh bao gì bánh biếc ở đây là ngon rồi các bạn. ngon luôn rồi. Yêu tính ra có là ngon đấy chứ rồi không anh em, một lượt thôi là ngon lành rồi. Kiếm đâu ra thể lực bây giờ mới là quan trọng các bạn. Câu chuyện chúng ta hiện tại là kiếm đâu ra thể lực đây. Chứ cũng muốn hớp đấy anh em, chừng mới đấy mà hớp. Hắn cứ hớp được các bạn ạ. Ok, ra ngoài xem nào. Shirahoshi, còn một Shirahoshi bên này cũng nâng cấp à? Thế cường hoa lên phát anh em. Rồi, ok các bạn. Mẹ lớn bit mom. Yo, mẹ lớn lên 5 sao luôn anh em. 5 sao sẹt luôn, ngon lành các bạn. Được anh nhờ. Cảm qua nào. Rồi ok các bạn, lên VIP 2. Đơn giản nhẹ nhàng. Đó, ngon lành anh em, 2 rồi. Ok, thú vị đây anh em, nhận quà nào. Cam được 200 kim cương thế thôi à. Ây da, tướng chính thì không có tướng nào lâng được anh em, nhưng tướng phụ đi nâng khá khá đấy. Nico Robin lên 3 sao nào. Còn ai nữa không? Tứ Hoàng Xuân tóc đỏ. Xuân tóc đỏ lên bao nhiêu? Lên 4 sao. Chẹt đấy. Hầu kinh à. Ok các bạn, hầu kinh. Ô kìa, chứng tỏ tôi ăn tiếu nhiều nhỉ. Perora kìa, JBK kìa, 35 cũng chưa có luôn các bạn. Ô, Anatomy cũng chưa có, kit chưa có luôn, Boogie này, uầy, tính ra mình nhiều chứ. Yo, nhìn vậy chứ mình cũng thiếu nhiều đấy. Kim cương mình mới chơi thì kiếm thôi anh em, chứ giờ tạo ra được ra. Nãy giờ đi rút vàng thường nếu ra vàng nếu ra không. Theo tôi biết nhìn rút vàng thường này thì không ra đâu anh em, chỉ bên kia thôi. Bên này có hên thì rơi ra được mấy cái bánh bao thôi. Bánh bao đâu nhỉ? Bánh bao rồi, xem có đúng không? À, cũng có mảnh này các bạn này, một mảnh thôi. Cũng có mảnh này các bạn, đùa đâu ạ. Chắc tỷ lệ nó thấp thôi chứ đừng nói mà không ra anh em. Không ra là hơi bị vô lý. Rồi làm nhiệm vụ nào. 1, 2, ok. Ồ, chết đánh à. Ra trận nào. Tấn công. Big Mom đến đầu anh em, Big Mom đến đầu phải còn đỡ hơn tí các bạn. Nhìn mẹ lớn trông thế thôi chứ hắn còn trụ tốt hơn anh em. Mấy cháu kia trụ yếu quá. Đúng rồi, hay có mẹ lớn. Vâng, muốn bay màu hai cháu rồi các bạn. Win nhà thì không ăn thua rồi. Qua đấy nhưng mà không ngon anh em. Vì chưa full được. Ok. Đại trình bữa đánh đến đây rồi. À, bữa thua hết rồi anh em, đúng rồi, bữa thua hết rồi. Nhưng bữa thua hết là mình phải dừng lại đây anh em. Ây da. Ok, nói chung hôm nay thì cũng có tình hình quả cát thế thôi anh em, chứ cũng chưa thấy cốt tuần nhá. Hôm nay mặc dù là thứ bảy rồi nhưng mà cũng chưa thấy cốt tuần nó ra, gọi mấy là không biết có ra không, nhưng mà chưa thấy cốt tuần luôn anh em. Giờ ngoài hòng cốt tuần là chính thôi. Có lên nào lô phây nhà mình. Rồi ơi, vẫn bị kata nó xiên cho cái à. Ôi giời ơi, vẫn bị kata để cho kata nó xiên cho cái các bạn. Còn nếu zip ra anh em, bật zip tay đen ra thì nghe nó không hợp lý các bạn. Thôi kệ. Ra trận nào, một công lâng lên anh em, ra trận đánh tí nào. Xem tình hình thực lực thế nào rồi. Sao Dragon kết thúc. Hay quá. Tuyệt vời luôn các bạn. Thôi đeo tốp BK cái là kết thúc video anh em nhé. Tình hình này thế thôi. vào 40. Ok, tấn công nào. Toàn team cố lên. Cố lên toàn team. Ok. Thua. Cái thôi video tôi kết thúc rồi. Hẹn gặp anh em có tiếp theo nhé.